Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghĩa Trang Lập Trình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những design pattern mà được ứng dụng cũng khá là nhiều trong nhiều dự án thực tế. Nó thuộc cái nhóm là behavior pattern, đó chính là template method. Thì như định nghĩa ở trang SmartMarketing á, thì template method pattern là gì? Nó là một behavior design pattern được sử dụng để tạo ra một cái method tiến hành và nó trì hoãn những cái bước của cái thuật toán trong cái việc mà triển khai các cái method ở các subclass. Một cái template method thì ra pattern nó tạo ra các bước để thực hiện một thuật toán và nó có thể cung cấp các cái triển khai mặc định cho tất cả hoặc một vài lớp con kế thừa nó. Nói một cách các bạn hơi hơi khó hiểu ha. Nó có vẻ hơi khó hiểu đúng không? Tức là chúng ta có một danh sách, ví dụ như có cái method từ A, B, C, D, thì trong đó A, B, A, D thì là dùng chung, còn B, C là những cái method abstract method. Ví dụ các bạn tưởng tượng mà chúng ta có một cái bài toán thế này. Chúng ta sẽ xây dựng một cái ngôi nhà, chúng ta sẽ dựng thuật toán để xây dựng một ngôi nhà. Các bước mà cần chúng ta xây dựng ngôi nhà đó là gì? Đó là chúng ta còn phải có gì? Xây dựng cái móng nè, xây dựng cái cột nè, xây dựng cái bức tường và cái cửa sổ. Và cái điều quan trọng ở đây á, là chúng ta không thể thay đổi thứ tự của nó. Tức là chúng ta phải có cái móng, rồi sau đó chúng ta mới xây dựng cái trụ trụ cái cột được. Chúng ta phải có cửa sổ xong rồi chúng ta mới làm cái móng. Nó không có nó phi thực tế ha. Rồi, vì vậy á, trong cái trường hợp này chúng ta sẽ tạo ra một cái template như mình đã nói ở trên á, để đưa nó vào các bước theo một thứ tự nhất định để xây dựng một ngôi nhà. Rồi từ cái template đó mình có thể, giống như mình có cái mẫu vậy đó, mình có thể xây ra dựng những cái kiểu nhà mẫu, cái nhà khác nhau. Ví dụ như là gì, chúng ta có thể thay nhà lá và nhà gỗ và nhà tường tùy ha. Rồi để mình sẽ, đó là cái phần mình nói sơ về định nghĩa ha. Thì bước tiếp theo là mình sẽ code trên Visual Studio Code, là cái cách để tạo ra một cái template method. Rồi sau đó đó mình sẽ nói là một số những cái trường hợp nào thì mình sẽ áp dụng cái template method cũng như là ưu nhược điểm của nó để anh em hiểu được, sau đó anh em sẽ triển khai trong cái dự án của mình. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần code ha. Mình sẽ code trên Visual Studio Code ha. Rồi ok. Rồi, để tạo ra một cái, để có được một cái template method thì chúng ta sẽ thực hiện sẽ các bước sau. Thứ nhất á, là các bạn sẽ có gì, mình sẽ chia thành cái region này ha để các bạn dễ nhìn. Tức là chúng ta sẽ có một cái template ha, một cái template method. Abstract class. Rồi, cái bước thứ hai á là chúng ta sẽ concrete nó. Chúng ta sẽ concrete có nghĩa là chúng ta sẽ triển khai cái template method đó. Đó. Chúng ta sẽ triển khai nó. End region. Rồi, sau khi chúng ta triển khai xong thì chúng ta sẽ làm gì? Đó. Sau khi chúng ta triển khai xong chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta thực hiện nó ha. Nó sẽ có cái bước như vậy ha. Ok. Nó chỉ có cái bước như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ execute nó thôi. Bước cuối cùng là chúng ta execute nó thế thôi. Chúng ta sẽ execute nó. Được chưa? Execute nó thế thôi. Để chạy chương trình thôi, không có vấn đề gì ha. Rồi. Ok, bây giờ trước tiên á là mình sẽ tạo ra một cái template. Mình sẽ tạo ra một template. Như mình đã nói là gì? Các cái bước xây dựng một cái ngôi nhà là chúng ta sẽ có bước là gì? Từ xây móng, chỗ cột, xây tường, sau đó chúng ta trang trí. Chúng ta sẽ tay xây dựng một cái gì, một cái abstract class ha, abstract class sao template được chưa. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có một cái phương thức là gì, ví dụ như chúng ta, nói chung ví dụ chúng ta xây dựng cái quy trình ngôi nhà đây thì chúng ta sẽ có là gì, chúng ta sẽ có là xây cái móng ha, xây nền móng được chưa, xây nền móng. Rồi cái bước tiếp theo là gì, chúng ta đổ cột ha, đổ cột. Rồi cái bước tiếp theo là gì, chúng ta làm gì,
chúng ta xây tường. Chúng ta xây tường. Cái bước tiếp theo là gì? Cuối cùng là gì? Chúng ta làm gì? Chúng ta có thể trang trí luôn. Trang trí luôn. Được chưa? Đó là các bước của chúng ta xây dựng một ngôi nhà. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái những cái phương thức cho nó ha. Ví dụ xây cái nền móng, thằng nào cũng có cái cũng phải xây nền móng hết, phải chung chung hết, thì chúng ta sử dụng là dùng chung đi, private đi ha. Ok, ta xây nền móng được chưa? Ok, rồi sau đó chúng ta đổ cột, xây tường, xây tường. Thì ví dụ như chúng ta gì đổ cột, đổ cột thì ví dụ như có những người, có những nhà người ta đổ cột bằng tường bê tông, hoặc có những nhà người ta xây bằng gỗ thì gỗ không 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 cần đổ bê tông mà họ dùng những cái cây cột bằng gỗ ha. Cho nên cái đổ cột này có thể là nó sẽ là một cái phương thức là gì, nó sẽ là một thức trừu tượng ha, để chúng ta override nó, để chúng ta triển khai nó. Ok ha. Ok, sau đó chúng ta sẽ có một công thức là gì, sau khi đổ cọp xong chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta xây tường. Chúng ta xây tường thì xây tường này á, mình nói ví dụ thôi, chứ chúng ta có thể dựng lợp lá nếu như nhà 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 lá. Chúng ta sẽ dựng một cái lớp lá. Cho nên chúng ta nói trong trường hợp này nó vẫn là một lớp gì, lớp trụ tường, đó là gì? Xây xây tường, được chưa? Rồi cuối cùng là gì? Chúng ta trang trí. Chúng ta trang trí. Thì trang trí thì bây giờ chúng ta có thể là một thức phương thức trụ tượng cũng được ha. Nhưng mà ở đây nó có hai phương thức trụ tượng rồi thì thôi mình sử dụng một cái phương thức là private trang trí thì nó giống nhau đi, để cho nó khác những phương thức kia xí ha. Phải rụt tách tuyệt bao gì public private, chứ xin lỗi ha, private. Ok, trang trí và chúng ta phải có việc thân hàm, được chưa? Ok, ở trong phương thức trừu tượng này chúng ta sẽ có một cái phương thức để show nó ra ngoài, tức là hiển thị nó ra ngoài để cho mọi người thấy. Thì chúng ta sẽ có một gọi là gì, void show gì, chúng ta show hàng ha, show hàng hay show nhà đi, chúng ta hiển thị đi, chúng ta ghi hiển thị đi, hiển thị ngôi nhà, được chưa? Hiển thị ngôi nhà. Ok vậy đi ha. Thì hiển thị ngôi nhà chúng ta sẽ có những cái phương thức theo thứ tự là xây nền móng nè, chúng ta sẽ có đổ cột nè, được chưa? Đổ cột nè, sau đó chúng ta gì, xây tường nè ha, xây tường nè, và sau đó chúng ta cũng có gì trang trí nè, được chưa? Ok, được ok ha. Rồi ok, rồi ở đây thì chúng ta sau khi chúng ta có một abstract xong thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ còn bên trong nó gì thì xí mình sẽ trang trí sau ha, mình sẽ phương thức sau, chúng ta hiểu ý tưởng trước đã. Ok, chúng ta có một template rồi thì sao? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái con brick. Con brick tức là gì? Nó tương đương với cái gì, cái implement á, implement được chưa? Ok ha, implement. Ok, bây giờ giả sử như chúng ta có vài dạng ngôi nhà, chúng ta có thể là ngôi nhà bằng bằng gỗ, chúng ta có thể là có ngôi nhà bằng gỗ, hoặc là chúng ta có thể cái ngôi nhà bằng gì, bằng lá. Đó. Đó. Thì sao? Thì chúng ta có thể là có cái phương có cái gì, nhà gỗ trước ha, chúng ta sẽ có nhà gỗ trước, được chưa? Ok, ok, chúng ta sẽ làm nhà gỗ trước đi ha. Như vậy chúng ta sẽ có phương thức gì, public class, gì đây, wooden, wooden, ok, wooden house, nó wooden house đi ha. Chúng ta sẽ lấy dựng nhà gỗ đi, nhà gỗ đi, được chưa? Kế thừa từ house template đi ha. Ok, như tiếng Việt cũng đi, nãy giờ tiếng Việt luôn ha, như tiếng Việt thôi. Chúng ta sẽ về em lên cái abstract đó, được chưa? Có hai cái abstract đây. Ok, tương tự như vậy chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ có một cái nhà, nhà gì, nhà lá, được chưa? Nhà lá, chúng ta sẽ triển khai từ cái template này. Ta sẽ triển khai từ cái template này. Ok,
chúng ta sẽ element nó override đó. Ok ha. Rồi. Ok. Rồi. Thì chúng ta sẽ như đây chúng ta có thể thêm nhà nữa không? Ok, tiếp thêm một nhà đi. Public class là gì? Nhà tường ha, nhà tường đi, để nhà tường thấy có rất là phổ biến lắm, thấy nhà tường đi ha. Ok. Rồi, đây ở đây chúng ta sẽ vậy chúng ta sẽ triển khai nó. Ok ha. Rồi. Ok. Ở đây thì nó sẽ làm gì? Đây là những cái phương thức thôi ha. Đây là những cái phương thức thôi. Như vậy thì nó override thôi. Bây giờ là chúng ta xây nền móng. Ví dụ là chúng ta có xây nền móng. Chúng ta chỉ cần so nó ra thôi. Chúng ta không có cần so nó ra cho mọi người thấy nữa ha. Chúng ta sẽ nói là gì? Override line là gì? Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ là gì? Ghi là gì? Quy trình xây nền móng, được chưa? Ok, xây quy trình xây nền móng. Ok, bây giờ mình là cái người mà thích màu sắc thì chúng ta sẽ có màu sắc ở đây. Chấm gì? For color bằng console color chấm red đi. Ok, chấm red đi. Ở đây thì mình là console chấm preset color. Ok. Ở đây thì nó cũng có này, thì bây giờ mình sẽ tách nó ra đi. Mình sẽ tách nó ra, mình làm một cái phương thức mình sẽ làm một cái phương thức chung đi. Đấy, một cái hàm đi, một cái hàm đi ha. Một cái hàm đi voi hành động đi. Và hành động ha. Để chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có những cái tham số đây, ví dụ mình ta có content nè. Và cái màu đi. Như vậy thì chúng ta sẽ có là gì? String nội dung, rồi màu sắc ha, color, console color, được chưa? Console color là cái color đi, màu sắc đi, cho nó tiếng Việt hết đi. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ copy cái quỹ này vào trong đây luôn. Ok ha. Ok. Ok. Ok ha. Bây giờ thì là sẽ là về đây là cái nội dung. Được chưa? Còn đây á, nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là cái màu sắc. Ok, như vậy nó sẽ là gì? Hành động ha. Mình điền vô cái gì đây? Mình điền vô cái nội dung hồi nãy ha. Và cái thứ hai là gì? Cái console color, nãy mình nói màu gì? Màu đỏ, được ha. Ok. Cái hành động, cái action của mình tiếp theo sẽ trang trí sẽ là gì? Đây là ghi đi. Đây là quy trình trang trí ha. Trang trí, được chưa? Ok. Để cho cái màu khác đi. Mình cho nó cái màu là yellow đây ha. Ok. Tương tự như vậy thì ở bên cái phần mình override á, mình cho cái màu mỗi thành một cái màu đi, một cái hành động đi ha, mình hành động nó giống nhau mà. Rồi bây giờ mình cho nó hành động gì đây, cho nó hành động là gì, hành động là gì, quy trình đổ cọp cho nhà gỗ ha, nhà gỗ chưa. Cái màu mình cho là màu green đi. Màu green đi ha. Ok. Ok luôn. Đây là xây. Xây tường ha. Xây tường. Xây tường cho nhà gỗ. Xây tường cho nhà gỗ. Mình cài đi. Xây tường nhà gỗ cài đó. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ có gì đây? Mình sẽ có nhà lá. Đó. Đó, mình cho nhà lá ha. Mình sẽ đây là nhà lá. Đó, nhà lá. Thì cái này sẽ là màu blue đi, màu blue. Ok, màu blue, được chưa?
Rồi, ok. Còn cái nhà tường thì từ từ sau mình sẽ cho các bạn thấy là nó sẽ chúng ta sẽ có một cái gì, chúng ta sẽ có một cái house stainless ở đây, chúng ta sẽ có là house tile đi, house tile bằng new một cái đây đây, new một cái muốn ta xây dựng một nhà gì đây, nhà gỗ đi, ok nhà gỗ đi. Rồi nhà gỗ này sẽ là gì? Ok, house gì? House style là sẽ là gì? Chấm. Ừ, hiển thị ngôi nhà. Được chưa? Hiển thị ngôi nhà. Rồi, chúng ta chạy ra thử coi. Được rồi, chúng ta sẽ thấy là nó màu gì đây? Nó hiện ra là có hai cái màu, một green ở giữa, có phải đúng không ha? Đó, chúng ta thấy không? Như vậy là chúng ta sẽ cho chúng ta thấy là gì, cái đây là cái chúng ta override lại quy trình đủ cột cho nhà gỗ, chúng ta sẽ tường cho nhà gỗ. Rồi bây giờ không muốn nhà gỗ thì chúng ta gì, nhà gì, nhà lá. Chúng ta sẽ thấy là từ nó vẫn giữ được cái một và cái bốn này, nhưng mà hai cái hai này sẽ thay đổi, nó không còn nhà gỗ nữa mà sẽ là gì, nhà lá. Thấy ha? Ok, rồi chúng ta thấy là gì, nhà lá. Ok rồi. Rồi, bây giờ các bạn muốn triển khai thêm nhà gì? Nhà tường. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm cho nhà tường. Nhà tường thì mình cho nó cái màu gì đây? Cho nó màu khác đi. Cho nó màu sắc với màu sắc khác với cái màu đó đi. Để chúng ta thấy được là ba cái triển khai của cái này là sẽ khác. Chúng ta nhìn nhà tường. Nhà tường, được chưa? Là vậy. Chúng ta cho cái màu mình không biết màu này là màu sen là màu gì, để coi nó cái màu coi nó như thế nào ha. Rồi ok mình lắp nét ra, nó sẽ khác màu so với là hai này ha. Ở trên là màu sẽ là cây màu xanh dương, rồi ở giữa nó sẽ màu gì đây, ok hình như nó màu xanh dương rồi sao ha, màu sẽ ảnh đó mà. Nhà tường hả? Ok, nhưng mà chưa nó tranh đó. Ok, mình chưa đổi nhà ha, mình nhà tường đây, xin lỗi các bạn. Bất cẩn quá. Đọc nét sạch. Ok, bạn thấy không? Như vậy là từ cái màu này ha, màu xanh dương thì nó chuyển sang cái màu này. Màu này nó hơi xanh xanh là tí. Nhưng mà về ý tưởng là gì, nó override lại những cái phương thức những phương thức abstract method và nói tóm lại là gì, khi nào mà chúng ta sử dụng, khi nào chúng ta sử dụng cái template method này, ngoài cái việc cái ý tưởng là nó có những cái phương thức abstract ra, thì chúng ta có thể nó để tạo một cái template khi chúng ta muốn gì. Chúng ta muốn xuất cái nhiều cái loại file, xuất là nhiều cái kiểu file, hay là cái quy trình xuất cái file nó gồm có extract xong nó phạt ra, nó có, nói chung nó tóm gọn là những cái phương thức nào mà nó có một trình tự á, nó có trình tự á, thì chúng ta có thể làm gì, chúng ta có thể sử dụng cái template method này rất là hiệu quả. Rồi như vậy thì một câu hỏi đặt ra là khi nào chúng ta sử dụng nó, khi có một cái thuật toán với nhiều bước, các bạn lưu ý đặc biệt quan trọng là khi chúng ta có một cái thuật toán mà trong đó có nhiều bước, và cái mong muốn là nó cho phép tùy chỉnh một số cái thuật toán đó, ở trong cái lớp con, hay nói cách khác là trong cái lớp triển khai. Và cái thứ hai là gì, cái thứ hai là mong muốn cái hành vi chung giữa các cái lớp con, cái lớp triển khai á, nên đặt ở một cái lớp chung. Tức là nó có những cái hành vi chung luôn, hành vi chung luôn ở những cái lớp triển khai, nó phải giống nhau và nó đặt ở một cái lớp trừu tượng nào đó. Các cái lớp cha nó có thể gọi cái hành vi trong các cái lớp con, hay nói cách khác là lớp cha nó có thể gọi cái hành vi trong cái lớp triển khai một cách thống nhất, step by step. Rồi đó là cái về mà khi nào sử dụng ha. Mình nhắc lại là có, thứ nhất là gì, khi nó có nhiều thuật toán với nhiều bước và mong muốn
có nhiều thuật toán à, và có nhiều bước, và mong muốn tùy chỉnh những cái thằng những cái phương thức đó ở trong cái các lớp con, các lớp triển khai. Và thứ hai là gì, nó mong muốn cái hành vi chung giữa các lớp triển khai á nên được đặt ở một cái lớp chung nào đó. À, và cái lớp cha nó có thể gọi cái hành vi ở trong cái lớp con của chúng á một cách thống nhất, thống nhất tức là giống nhau á. Rồi như vậy thì ưu nhược điểm của cái template method đó là gì? Thứ tiên á, mình sẽ nói ưu điểm. Nó có hai ưu điểm là gì? Nó ưu điểm có là tái sử dụng code, tránh trùng lập code. Tái sử dụng là chúng ta override lại những cái phương thức mà dùng, những override là những phương thức dùng chung đó để cho cái những lớp kế thừa nó có đặc điểm riêng của lớp kế thừa. Tránh cái việc trùng lập luôn bằng cách là gì? Chúng ta sử dụng lại những cái phương thức, chúng ta tránh là chúng ta sử dụng lại những phương thức, phương thức chung đó. Đưa những cái phần mà trùng lập đó, vào cái lớp cha, lớp lớp abstract class. Được ha? Ok. Rồi. Như vậy thứ thứ hai là gì? Nó cho phép người dùng override một số cái thành phần, ha, một số cái thành phần của thuật toán, làm cho chúng ít bị ảnh hưởng hơn bởi những thay đổi xảy ra với cái phần khác của thuật toán. Có nghĩa là nó override lại những cái phương thức nào mà đặc trưng của cái lớp, những cái lớp triển khai, còn cái thằng là dùng chung thì nó vẫn nằm ở trong cái lớp lớp abstract class của phần cha đó. Ha. Nhược điểm của này của template method đó là nó có càng nhiều bước override thì nó càng, tức là nó có càng nhiều bước override thì cái việc nó bảo trì á thì nó tương đối là hơi hơi khó hơn một tí, hơi nhiều hơn một tí, cho nên là hơi khó bảo trì hơn một tí. Tuy nhiên là nó cũng rất là dễ và nó apply được những cái nó apply được những cái tiêu chí quan trọng của một template. Đó, cho nó chỉ hơi khó bảo trì một tí thôi. Nhưng mà về cơ bản thì nó có những cái ưu điểm là tái sử dụng có, tránh cái trùng lập, nó áp dụng là đầy đủ cái Don't Repeat Yourself principle, không lập code lại. Ok. Đó. Thì đó là thời thì đấy là phần mình đã giới thiệu về cái template method cũng như là khi nào sử dụng và cái ưu nhược điểm của nó là gì. Thì nếu các bạn thấy hay thì cho mình một cái like cũng như một subscribe thật mạnh để mà anh em mình có nhiều cái động lực để ra nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác, những hướng dẫn về lập trình thực kế tiếp. Cảm ơn.